con cũng làm trong công ty đó. Thế hỏi con làm chức gì? Con làm sản xuất. Cho thêm một cái đũa thôi chị ơi. Chị ơi, cho anh đừng quay, đừng quay đũa. Hello, xin chào tất cả các bạn. Và hiện tại Phúc với lại Kim Cương cũng như là nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đang có mặt tại Cần Thơ. Và Cần Thơ miền Tây chính là vùng quê của Phúc với lại Kim Cương. Cần Thơ thì là quê vợ, còn Phúc thì ở An Giang nhưng mà cũng là miền Tây. Hôm nay khi mà về đây trình diễn thì có một điều đặc biệt là Phúc muốn giới thiệu với tất cả các bạn một món ăn đặc sản của miền Tây và nói chung và ở dưới riêng ở Cần Thơ, đó chính là món lẩu mắm rất là đặc biệt. Và đây chính là đặc sản của miền Tây. Tại sao đặc sản thì các bạn biết là về cá tôm thì nọ thì vùng miền ở miền Tây là miền sông nước nên là đặc biệt là cá ở dưới này rất là ngon nên là người ta làm mắm, ngâm mắm phải nói là rất là tuyệt vời. Vâng, và lẩu mắm nó chính là một cái món ăn dân dã nhất của khu vực miền Tây. Tại vì khi ăn lẩu mắm nó là cả một gia đình cùng ăn chung với nhau và chúng ta còn có thể là để rất là nhiều loại rau sống vào đó, ăn rất là ngon và rất là đặc biệt. Vâng, đây chính là rau sống. Các bạn thấy không, điên điển nè, rồi bông bí nè, rồi rau muống nè, rồi giá đổ nè. Vâng, rất là nhiều những cái loại rau, là có đậu rồng nữa, còn có cải nữa nè, hấp dẫn không, tuyệt vời không. Và có một cái lẩu mắm như thế này và kèm thêm một dĩa bún nữa thì chúng ta sẽ có một bữa ăn rất là tuyệt vời, rất là hương vị miền Tây Nam Bộ. Wow, nghe cái mùi thơm thôi là tê tái rồi. Đói quá. Đói quá, nhưng mà đợi cho nó chín tí xíu nha, đợi cho sôi cho cá tí xíu nha. Đây các bạn thấy không, đây là nồi lẩu nhìn rất là hấp dẫn. Và bên trong nồi lẩu thì các bạn thấy là có cá nè, có thịt nè, rồi có đậu hũ nè. Vâng. Rồi có thêm củ hoa nè, đậu bắp nè, rồi đậu que nè. Vâng, rất là ngon. Cả nhà nếu mà có dịp về miền Tây thì thưởng thức món lẩu mắm miền Tây nha, rất là tuyệt vời. Lẩu mắm